Cập nhật tin tức Hoa Kỳ và Thế giới Bản tin hôm nay, ngày 15 tháng 10, bao gồm những nội dung chính sau Tuyệt vời! J.D. hạ bệ người dẫn chương trình ABC đáng khinh khi cô ta nói dối hạ bệ Tổng thống Trump Tổng thống Trump bức phá 19 tiểu bang chỉ trong một tuần Phe Dân Chủ hoảng loạn trước sự trỗi dậy của ông Tổng thống Trump đối mặt với âm mưu ngăn cản từ phe Dân Chủ kế hoạch phá vỡ thắng lợi của ông tại tòa án. Và sau đây là phần tin chi tiết. Kính thưa quý vị, Phó Tổng thống tương lai của Tổng thống Trump, Vance, vừa có một màn xuất sắc khác trong chương trình trò chuyện ngày 14 tháng 10 vừa qua, chứng minh rõ ràng vì sao Tổng thống Trump đã có quyết định thiên tài khi chọn ông làm ứng cử viên Phó Tổng thống. Vance xuất hiện trong chương trình This Week của ABC và ngay lập tức bị người dẫn chương trình Martha Radas tấn công bằng hàng loạt vấn đề từ việc bóp méo bình luận của Trump về cơn bão Helen cho đến những phát biểu về các băng đảng Venezuela chiếm đóng nước Mỹ, phá thai và hơn thế nữa. Tuy nhiên, bất chấp sự thù địch công khai từ Trotas, Jedi Defense vẫn giữ bình tĩnh và nhanh chóng hạ bệ bà. Sự đụng độ đặc biệt căng thẳng khi Trotas nhắm vào vấn đề băng đảng Venezuela đang kiểm soát Aurora, Colorado. Trotas đã cáo buộc rằng Trump nói dối về vấn đề này và dùng lời của thị trưởng Rhino Aurora Mike Kaufman để cố chứng minh quan điểm của mình. Tuy nhiên, Fans nhanh chóng phản đòn, chỉ trích Radas vì đã giảm nhẹ sự nghiêm trọng của vấn đề và phớt lờ trách nhiệm thật sự thuộc về Kamala Harris với chính sách biên giới mở của bà ta. Fans không chỉ làm sáng tỏ sự thật về tình hình băng đảng nhập cư bất hợp pháp, mà còn lật tẩy chính sách nguy hiểm của Harris khiến người Mỹ bị đẩy vào nguy hiểm. Jedi Vance nhấn mạnh, Martha, cô có nghe thấy mình nói gì không? Chỉ có một số ít căn hộ bị băng đảng Venezuela chiếm giữ và Donald Trump mới là vấn đề, chứ không phải chính sách biên giới mở của Kamala Harris sao? Người Mỹ đã quá chán ngán với tình hình này và họ có quyền như vậy. Vance tiếp tục. Tôi thật sự thấy cuộc đối thoại này rất thú vị. Cô dường như tập trung vào việc chỉ trích từng lời nói của Donald Trump mà không thừa nhận rằng, ở đây, ngay tại Mỹ, các khu chung cư đang bị băng đảng bạo lực kiểm soát. Tôi lo ngại về điều đó hơn bất cứ thứ gì khác. Ông chỉ ra rằng hàng triệu người nhập cư không được kiểm tra kỹ lưỡng đang tràn vào Mỹ gây ra những vấn đề nghiêm trọng mà cộng đồng người Mỹ đang phải đối mặt. Ông kết luận rằng Kamala Harris đã ký 94 sắc lệnh hành pháp phá bỏ hoàn toàn các chính sách biên giới thành công của Donald Trump. Khi Radas cố gắng ngắt lời, Vance không để bà ta thoát. Họ đã khoe khoang về việc mở biên giới, và bây giờ chúng ta đang phải gánh chịu hậu quả. Người Mỹ không thể chấp nhận sự hỗn loạn này thêm nữa. j Vance đã có một màn thể hiện đầy ấn tượng, khiến Radas hoàn toàn mất thế và một lần nữa khẳng định sự lãnh đạo mạnh mẽ và lập trường kiên định của mình trong việc bảo vệ người dân Mỹ trước những chính sách sai lầm của chính quyền Harris Biden. Tổng thống Trump bứt phá 19 tiểu bang chỉ trong một tuần, phe dân chủ hoảng loạn trước sự trỗi dậy của ông. Thưa quý vị thân mến, khi ngày bầu cử đang đến gần, một điều rõ ràng đang diễn ra. Tổng thống Trump lại một lần nữa phá vỡ mọi dự đoán của các nhà thăm dò. Điều đáng chú ý hơn, nhiều dấu hiệu cho thấy số liệu thực tế của ông có thể cao hơn nhiều so với những gì các cuộc thăm dò công khai cho phép hiển thị. Đó chính là điều đã xảy ra trong năm 2016 và 2020. Và chỉ trong tuần qua, một bước ngoặt lớn đã xảy ra. 19 tiểu bang đã chuyển hướng ủng hộ Donald Trump. Dan Silver, một nhà phân tích nổi tiếng thuộc phe dân chủ, đã chỉ ra điều này qua mô hình thăm dò của ông. Đây là một bước tiến lớn khi chỉ trong một tuần mà Trump đã giành được sự ủng hộ mạnh mẽ từ nhiều tiểu bang bao gồm cả những bang chiến trường quan trọng. Theo Newsweek, không chỉ có 6 bang dao động quan trọng mà Trump đã đạt được những bước tiến mà ông còn tăng điểm tại Florida, Texas, New Mexico, New Hampshire và thậm chí cả California, bang vốn là thành trì của phe dân chủ. Ông cũng có thêm điểm ở Montana, Washington, Massachusetts, Indiana, Missouri, Maryland, Rhode Island và Nebraska cùng với sự tiến bộ tại tất cả các bang khác nơi ông đã dẫn đầu. Tại Florida, Tổng thống Trump đã tăng thêm 1,8 điểm trong tuần qua, hiện dẫn trước Kamala Harris 5,2 điểm tại bang này. Những bang khác như Nebraska, Maryland và California, ông cũng tăng từ 1,1 đến 1,6 điểm, một sự thay đổi đáng kể tại các bang dân chủ như Maryland và California. Không chỉ dừng lại ở đó, Tổng thống Trump đã đạt được những bước tiến nhỏ tại tất cả các bang dao động, ngoại trừ Georgia, nơi ông vẫn dẫn đầu. Michigan chứng kiến sự tăng trưởng mạnh nhất của Trump với mức tăng 0,9 điểm, làm thu hẹp khoảng cách với Kamala Harris tại bang mà Biden đã lật đổ vào năm 2020. Đáng kinh ngạc hơn, Trump đã lật ngược tình thế tại Wisconsin, một trong những bang quan trọng có thể quyết định chiến thắng tổng thống. Theo Real Clear Politics, Trump hiện dẫn trước Kamala Harris tại Michigan và Wisconsin, hai bang vốn được xem là chiến trường quan trọng. Sự phản đối gay gắt từ phe Dân Chủ đối với mô hình của Nancy Silver là không thể tránh khỏi nhưng rõ ràng Silver không thiên vị Trump. Thậm chí, ông đã công khai chỉ trích phe Dân Chủ vì là những người nhỏ nhen nhất mà ông từng thấy trong chính trị. Kamala Harris và Timothy Walsh hiện đang loay hoay trước sự bứt phá của Trump. Sau khi loại bỏ Joe Biden, họ đã cố gắng tạo ra một bầu không khí mới với niềm hy vọng, nhưng có lẽ đã quá muộn. Cặp đôi này ngày càng thể hiện sự yếu kém so với sự lãnh đạo mạnh mẽ của Tổng thống Trump. Đoàn tàu Trump đang dần tăng tốc, và đừng ngạc nhiên nếu vào tháng 11 tới đây, bản đồ bầu cử sẽ giống như cuộc bầu cử Reagan với Montreal, một điểm xanh nhỏ giữa biển đỏ. Điều đó đã từng xảy ra trước đây, và nó hoàn toàn có thể lặp lại. Tổng thống Trump đối mặt với âm mưu ngăn cản từ phe Dân Chủ, kế hoạch phá vỡ thắng lợi của ông tại tòa án. Thưa quý vị thân mến, nếu Donald Trump giành chiến thắng trước phó tổng thống Kamala Harris trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 tới đây, ông có thể sẽ phải đối mặt với một đối thủ còn mạnh hơn tại tòa án, luật sư chiến dịch của Kamala Harris, Mark Elias, theo phóng viên Paul Sperry từ Crew Clear Investigation, Elias, một luật sư kỳ cựu của đảng Dân Chủ, đã đệ trình hơn 60 vụ kiện trước bầu cử nhằm ngăn chặn Trump tái đắc cử. Các vụ kiện của Elias chủ yếu nhắm vào những gì ông gọi là chiến thuật đàn áp cử tri của đảng Cộng Hòa, bao gồm việc yêu cầu cử tri phải xuất trình giấy tờ tùy thân tại các điểm bỏ phiếu. Elias lập luận rằng biện pháp này là phân biệt chủng tộc, được thiết kế để làm khó khăn hơn cho cử tri thiểu số trong việc bỏ phiếu. Cùng lúc đó, Elias đã gửi thư đe dọa đến các quan chức bầu cử ở Georgia và các bang dao động khác, cảnh báo về việc sẽ tiến hành các hành động pháp lý nếu họ loại bỏ những người không đủ điều kiện hoặc không phải công dân khỏi danh sách cử tri. Các quan chức ở Georgia đã phàn nàn rằng những chiến thuật dọa dẫm của Elias đang cản trở công việc xác minh danh sách cử tri của các quỹ viên đăng ký cử tri trong hạt. Nếu Trump được tuyên bố là người chiến thắng, Elias đã đe dọa sẽ lật ngược kết quả bằng cách huy động đội quân hơn 75 luật sư để kiện đội kiểm phiếu lại tại một số bang dao động. Ngược lại, Trump cũng đã tuyên bố sẽ bắt giữ Elias vì tội can thiệp bầu cử, như ông đã khẳng định trong cuộc tranh luận tổng thống giữa Trump và Harris. Elias đại diện cho chiến lược luật chiến ngày càng gia tăng trong các cuộc bầu cử Mỹ, khi cả hai đảng chính trị lớn đều dựa vào tòa án để giành lợi thế. Theo một bản ghi nhớ gần đây của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa, chiến dịch của Trump đã đệ trình hoặc tham gia 123 vụ kiện liên quan đến bầu cử tại 26 bang, trong đó có 82 vụ ở các bang chiến trường với mục tiêu chống lại gian lận bầu cử. Chiến dịch của Tổng thống Trump đã huy động hàng nghìn luật sư để đối phó với làn sóng kiện tụng dự kiến từ chiến dịch của Harris. Đội ngũ pháp lý này cũng sẵn sàng tiến hành yêu cầu kiểm phiếu lại nếu Trump không giành chiến thắng. Các chuyên gia bầu cử cho rằng nỗ lực của đảng Cộng hòa đang bắt kịp, một phần là nhờ vào tuyên bố của Tổng thống Trump rằng Đảng Dân Chủ đã đánh cắp cuộc bầu cử năm 2020. Đảng Dân Chủ từ lâu đã đi đầu trong việc sử dụng chiến lược tòa án để tác động đến kết quả bầu cử. Và không ai đóng vai trò quan trọng hơn trong chiến lược này hơn Elias, người giữ một tấm biển cảnh báo sau bàn làm việc của mình, hãy cảnh giác với đảng Dân Chủ tấn công. Đối với nhiều đảng viên Dân Chủ, Elias là một anh hùng. Bài báo năm 2022 trên tạp chí New Yorker gọi ông là hàng trào phòng thủ đầu tiên chống lại cuộc tấn công của Trump vào dân chủ. Tuy nhiên, phe bảo thủ có quan điểm khác về Elias. Ông Elias là một phần của mạng lưới lớn và giàu có của cánh tả, nổi tiếng với việc sử dụng luật pháp để phá hoại tính toàn vẹn của bầu cử. Tom Fitton, chủ tịch tổ chức Judicial Watch, nói với Sperry, việc làm cho việc gian lận bầu cử trở nên dễ dàng hơn là hoàn toàn đối lập với dân chủ. Đảng Cộng Hòa, trong khi đó, đã sẵn sàng cho cuộc chiến này trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 4, Lara Trump, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa, tuyên bố rằng tổ chức của cô đã tăng cường giám sát các điểm bỏ phiếu trọng yếu ngay từ giai đoạn bỏ phiếu sớm và sẽ tiếp tục cảnh giác cho đến sau cuộc bầu cử tháng 11. Lara Trump tuyên bố rằng ANC đã chuẩn bị một đội ngũ 100.000 nhân viên để giám sát quá trình kiểm đếm phiếu và sẵn sàng hành động pháp lý chống lại bất kỳ hành vi gian lận nào. Chương trình tin tức hôm nay xin được khép lại tại đây chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi hy vọng những thông tin trong chương trình đã mang lại giá trị hữu ích và kịp thời cho quý vị nếu quý vị thấy nội dung hữu ích xin hãy nhấn like chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức mới nhất nào trong các bản tin tiếp theo chúc quý vị luôn mạnh khỏe bình an và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại